cậu ấm nhà giàu Hàn Quốc ăn chơi cỡ nào. Tùy tiện lái du thuyền trên sông Hàn, gặp cảnh sát tuần tra cũng không hề nể nang. Thậm chí còn kéo cả cảnh sát nhập cuộc chơi, xem kìa anh ta đỏ mặt rồi. Một giây sau cảnh sát bị đẩy vào lòng các em xinh tươi, tiếp tục ở lại e rằng cảnh sát thiệt thân mất, vội vàng viết đơn phạt rồi rời đi. Đối với cậu ấm này, tiền chỉ là một con số, tao đây ăn chơi vẫn cứ ăn chơi. Đến khi anh ta say khướt chạy đến buồng lái định lái đi mới nghệt mặt vì chìa khóa đã bị cảnh sát Han Ju Jin lấy đi. Cứ như vậy Goji Seok bị bỏ lại trên sông Hàn rộng mênh mông. Han Ju Jin là một cảnh sát trong đội cảnh sát sông Hàn. Anh là một chiến sĩ cảnh sát nổi tiếng chính trực, trượng nghĩa, không bao giờ dung túng cho hành vi sai trái. Biết không đối phó được Goji Seok nên đã dùng kế sách mưu mẹo để cho hắn một bài học. Có điều Han Ju Jin có một tật xấu đó là bồng bột. Trong một lần diễn tập chống khủng bố trên du thuyền do nội bộ cảnh sát tổ chức, Han Ju Jin đã gây ra chuyện dở khóc dở cười. Han Ju Jin được cấp trên sắp xếp là phần tử khủng bố, anh ta vô cùng bất mãn với điều này. Dựa vào đâu ở địa bàn của mình, anh ta lại làm kẻ xấu, còn cảnh sát mời bên ngoài về lại làm phe chính nghĩa. Vậy nên trong toàn bộ quá trình diễn tập, Han Ju Jin vô cùng cục xúc. Cộng thêm đồng nghiệp đóng vai cảnh sát ra tay quá mạnh với họ khiến hai bên xảy ra xung đột ngay trong lúc diễn tập, lao vào đánh nhau. Trong lúc giằng co, một người đã bắn pháo tín hiệu, chớp mắt cả du thuyền bốc khói nghi ngút. Lãnh đạo cấp cao quan sát ở hai bên bờ vỗ tay chúc mừng, không hề hay biết chuyện xảy ra. Cho đến khi một mũi đạn tín hiệu bắn từ du thuyền rơi xuống trước mặt, họ mới biết đã có chuyện xảy ra. Sau chuyện đó, Han Ju Jin bị đội trưởng nghiêm khắc phê bình. Tuy anh ta đối lý nhưng vẫn cố đấm ăn xôi, kết quả không nghĩ cũng biết bị đội trưởng đuổi ra ngoài trong phút mốt. Bởi vì chuyện này, đội của Han Ju Jin bị đội trưởng phạt đi nhặt rác quanh sông Hàn. Cũng trong quá trình đó, Han Ju Jin đã nhìn thấy Goji Seok đang lái du thuyền trong lúc uống rượu liền đuổi theo của trách một hồi. Goji Seok phát hiện chìa khóa bị lấy đi không kìm được chửi thề một tiếng mẹ kiếp. Chật vật lắm mới lên được bờ, hắn lập tức xách theo một cái hộp đến nhà cậu cũng là thị chủ tịch Hoang. Lúc này Hoang đang ăn cơm cùng thị trưởng, ông ta muốn mua công ty có liên quan đến vận chuyển đường thủy ở sông Hàn. Thị trưởng cho rằng chuyện này khá khó, vừa hay lúc này Goji Seok xuất hiện đưa cái hộp xách theo cho chủ tịch Hoang. Nhưng vừa định ngồi xuống đã bị Hoang đuổi ra ngoài. Trước mặt ông ta, Goji Seok chỉ là một thằng cháu nên đành biết thân biết phận rời đi. Trong chiếc hộp mà Goji Seok đem đến là hai con dấu bằng vàng. Thị trưởng thấy vậy thì cười híp mắt, nói ẩn ý rằng ông ta sẽ tận lực giúp đỡ. Sau buổi bàn bạc, Hoang khép nép tiễn thị trưởng rời đi. Đáng ghét thật đấy, tao ngần này tuổi vẫn phải khom lưng quỳ gối với hắn. Goji Seok nghe xong vội vàng tiếp lời bảo Hoang rửa tay gác kiếm hưởng phúc, hắn có thể tiếp quản công ty. Hoang nghe vậy lập tức cảnh cáo Goji Seok, nhận ra nói lỡ miệng Goji Seok vội vàng xin lỗi. Cùng lúc đó, đội trưởng sắp xếp đội của Han Ju Jin tham gia thi đấu dưới nước với đội tuần cảnh khác. Đối thủ đã dùng mỹ nhân kế, phái hoa khôi Na Hi của đội ra để thi đấu. Na Hi mặc đồ bơi xuất hiện lập tức thu hút ánh mắt của mọi người. Nhưng Han Ju Jin không hề trúng chiêu mỹ nhân kế, không hề nương tay trước đối thủ. Trong trận đấu, với tính kiêu ngạo, cố chấp của mình, Na Hi không may bị đuối nước. Cuối cùng vẫn phải nhờ Han Ju Jin cứu cô ta lên. Còn được hô hấp nhân tạo ép ngực miễn phí mới cứu được người. Tối đó nhóm Han Ju Jin đến quán đồ nướng ăn tối. Na Hi không mời mà đến, bắt đầu nịnh nọt thả thính Han Ju Jin. Không phải vì ơn cứu mạng sáng nay mà là vì Na Hi vốn đã thích Han Ju Jin từ trước. Na Hi uống say quậy banh nóc quán nướng mới thôi. Ở bên này, để mở rộng sức ảnh hưởng, Chủ tịch Hoang đã tổ chức hoạt động đi ngắm cảnh bằng du thuyền, mời người dân lên thuyền chơi. Đồng thời trong buổi họp báo ông ta còn tuyên bố, tương lai công ty của ông ta sẽ đầu tư một khoản lớn biến sông Hàn thành một công viên giải trí tổng hợp. Sau khi buổi họp báo kết thúc, mọi người đua nhau lên du thuyền bắt đầu chuyến tham quan, trong đó có cả Na Hi. Tỉnh rượu mới nhớ lại chuyện mất mặt trong lúc say rượu hôm qua nên không dám mời Han Ju Jin đi cùng. Lúc này đội của Han Ju Jin đang tuần tra ven bờ sông Hàn. Trong lúc đó Jisoo, một thành viên trong đội, cảm thấy vô cùng kỳ lạ với hoạt động tham quan bằng du thuyền này. Hoang trước nay vẫn luôn nói rằng kinh doanh du thuyền chở khách chỉ có lỗ, tại sao lần này lại đầu tư vào du thuyền lớn, còn đòi xây dựng công viên giải trí gì đó làm gì. Du thuyền dừng lại trên đảo Panmido, Goji Seok lệnh cho thuộc hạ bốc vài cái hòm lớn lên tàu, sau khi xong xuôi du thuyền tiếp tục lên đường. Không ngờ trên đường đi, do vào vùng nước nông, đáy du thuyền chạm gầm bị nghiêng, thuyền trưởng cố gắng đánh tay lái. Tiếc thay càng muốn cứu vãn, du thuyền càng nghiêng nhiều, thuyền trưởng không dám hành động khinh suất, đợi cứu viện đến. Du thuyền bị nghiêng khiến hành khách trở nên hỗn loạn, rất nhanh Han Ju Jin nhận được tin liền lái cano đến nơi xảy ra tai nạn để cứu hộ. Tình hình vô cùng nguy cấp, Han Ju Jin lập tức nghĩ cách sơ tán hành khách. Anh ta leo lên du thuyền, bắc thang dây đưa lần lượt từng hành khách xuống dưới nhưng sức chở của cano có hạn. Chính vào lúc này, Goji Seok lại phá ngang. Hắn khởi động du thuyền, cố gắng ra khỏi vùng nước nông, kết quả ngày càng nghiêm trọng.
Han Ju-jin chạy vào trong buồng lái đánh ngất Go Ji-seok từ phía sau rồi phân phó thuyền trưởng cùng đi cứu người. Na-hi cũng tham gia vào đội cứu hộ, thế nhưng nếu chỉ cứu người bằng cano e rằng phải cứu đến năm sau mất. Lúc này một chiếc phà vận chuyển hàng đi ngang qua, Ji-soo vội vàng gọi đến giúp đỡ. Chỉ có điều khi Han Ju-jin nhìn thấy người trên xà lan thì không khỏi đen mặt. Hóa ra giữa hai người từng có ân oán cá nhân. Sau khi xà lan đến gần, số người được cứu tăng lên. Tuy giữa chừng có xảy ra sự cố nhưng may thay cả nhóm đã thành công cứu được toàn bộ du khách. Chuyện đến đây, ân oán giữa Han Ju-jin và Baek Chun cũng được gợi mở. Thực ra trước đây Baek Chun cũng là một thành viên trong đội cảnh sát sông Hàn, còn là anh em tốt với Han Ju-jin. Thế nhưng năm đó vì sơ suất của anh ta khiến em trai của Han Ju-jin mất mạng, từ đó tình anh em tan vỡ. Baek Chun cũng rời khỏi đội cảnh sát, làm việc cho công ty của chủ tịch Hoang trên sông Hàn. Cùng lúc đó, Go Ji-seok cũng tỉnh dậy, nhớ ra là Han Ju-jin đã đánh ngất mình liền tìm đến anh ta đòi tính sổ. Không ngờ chủ tịch Hoang đột nhiên xuất hiện túm cổ lấy Go Ji-seok ngăn lại nói rằng xung quanh toàn là phóng viên. Xảy ra sự tình này, thân làm chủ tịch công ty không thể chối bỏ trách nhiệm. Vậy nên ông ta trịnh trọng xin lỗi trước mặt phóng viên, còn tuyên bố sẽ đền bù toàn bộ tổn thất về tinh thần và tài sản cho nạn nhân. Tóm lại là công ty của Hoang sẽ chịu trách nhiệm vụ này tới cùng. Sau khi qua mặt được phóng viên, Hoang cảnh cáo Go Ji-seok nhanh chóng di chuyển đồ đạc trên du thuyền, không được để cảnh sát phát hiện. Đồng thời Hoang còn lệnh cho Go Ji-seok xử lý thuyền trưởng bởi vì ông ta đã biết quá nhiều. Tối hôm đó, Chon Seok muốn cảm ơn về chuyện xà lan nên mời nhóm Baek Chun đi ăn. Han Ju-jin đến nơi thấy đối phương thì không muốn ăn uống gì nữa, quay người bỏ đi. Na-hi thấy vậy vội vàng đuổi theo. Han Ju-jin đến mộ của em trai mình, lấy ghế ra ngồi xuống, nhớ lại ký ức trước đây của họ. Hóa ra quan hệ của Han Ju-jin và Baek Chun không chỉ là đồng nghiệp mà còn là người thân. Em trai của Han Ju-jin là chồng của em gái Baek Chun, hai người kết hôn vừa mới có con thì em trai Han Ju-jin gặp chuyện. Tưởng nhớ xong, Han Ju-jin dẫn Na-hi rời đi. Hôm sau, Han Ju-jin dẫn cả đội đến gần du thuyền rồi lặn xuống dưới kiểm tra tình hình đáy thuyền. Phát hiện muốn giải quyết tình trạng bị kẹt cần phải đào lòng sông, ít nhất cũng mất mấy ngày. Go Ji-seok biết tin này liền chạy đến tìm Baek Chun nhờ giúp đỡ. Baek Chun nói rằng đây sẽ là lần cuối, tối đó Baek Chun lái xà lan đến gần du thuyền. Thuộc hạ của Go Ji-seok lên thuyền, chuyển mấy hòm có ghi chữ tôm hùm xuống. Lúc này Han Ju-jin đang vớt thi thể trên sông Hàn. Trước đó họ nhận được tin báo phát hiện một thi thể trên sông Hàn. Han Ju-jin dẫn cả đội đến nơi vớt thi thể lên phát hiện là thuyền trưởng du thuyền. Lúc này Han Ju-jin nhìn thấy gần du thuyền có người lập tức lái cano đến nơi. Trong lúc đàn em của Go Ji-seok vận chuyển hàng, một cái hòm vô tình vỡ ra, bên trong có rất nhiều vàng thỏi. Hóa ra chủ tịch Hoang khai phá sông Hàn là để buôn lậu. Baek Chun thấy cảnh này không hề ngạc nhiên, tiếp tục làm việc, xem ra anh ta sớm đã biết rõ bộ mặt thật của chủ tịch Hoang. Rất nhanh cano tuần tra của Han Ju-jin đến gần, thấy cảnh sát đuổi đến, thuộc hạ quá hoảng loạn làm rơi một cái hòm xuống nước. Go Ji-seok không kịp xử lý, vội vàng che hòm gỗ lại, đợi Han Ju-jin lên thuyền kiểm tra. Han Ju-jin muốn mở hòm gỗ nhưng Go Ji-seok đã chặn lại và đích thân cầm búa đập vỡ một hòm, tôm hùm bên trong tràn ra ngoài. Nhìn thấy tôm hùm, Han Ju-jin cũng không nói gì thêm, đành quay người rời đi, xà lan cũng chuẩn bị nổ máy. Đột nhiên thuyền rung lắc, vài thỏi vàng rơi ra khỏi tấm bạt xanh. Go Ji-seok thấy cảnh này vội vàng dẫm chân lên thỏi vàng. Han Ju-jin chú ý đến điểm này vừa định quay lại kiểm tra, thuyền lại tiếp tục rung lắc khiến một cái thùng sắt lăn xuống đập trúng Han Ju-jin khiến anh ta ngã xuống nước. Khi tỉnh dậy đã thấy mình được vớt lên bờ, Han Ju-jin không màng vết thương dẫn người đuổi theo Baek Chun. Tiếc thay không hề đuổi kịp, chỉ phát hiện tôm hùm Go Ji-seok bỏ lại trên đường quốc lộ. Lúc này Han Ju-jin để ý vết xe dưới đất lập tức lái xe đuổi theo. Nhóm của Go Ji-seok đến một nhà kho đặt đầu xuống, Baek Chun đòi tiền thù lao liền bị đám đàn em bao vây. Hóa ra Go Ji-seok nhận được lệnh của chủ tịch Hoang tiêu diệt toàn bộ những người biết chuyện buôn lậu. Baek Chun dường như đã liệu trước được tình hình này, nói rằng trước khi vận chuyển đã đánh cháo vàng. Go Ji-seok lệnh cho thuộc hạ kiểm tra, quả nhiên có một hòm vàng đã biến mất, đó chính là chiếc hòm đã rơi xuống sông Hàn. Sau đó Baek Chun đã quay lại vớt nó lên và đánh cháo. Go Ji-seok không dám hành động khinh suất đành phải thả Baek Chun đi. Có điều trước khi thả đi, hắn uy hiếp Baek Chun ngoan ngoãn trả lại vàng bằng không hắn sẽ ra tay với người cháu đang nằm viện của anh ta. Nghe thấy đối phương nhắc đến cháu, Baek Chun liền nổi điên. Nhóm Han Ju-jin bận rộn một hồi cũng không tìm được nhóm Go Ji-seok đành phải quay về trang trại cá của Baek Chun tìm manh mối. Phát hiện Baek Chun mở hai công ty, trong đó có một công ty ở đảo Panmido nhưng công ty này năm nào cũng lỗ mà không lãi, hơn nữa du thuyền cũng từng dừng lại trên đảo này. Ngoài ra thì không còn gì khác, Han Ju-jin từng nghe nói công ty của chủ tịch Hoang ở đảo Panmido đang tiến hành dự án gì đó xem ra ở nói đó có thể có bí mật gì đó. Ở bên này,
cảnh sát điều tra buôn lậu Lee Jung-chan vừa nhắm vào manh mối thuyền trưởng thì biết tin ông ta đã chết. Bất đắc dĩ, Lee Jung-chan đến đồn cảnh sát sông Hàn muốn nhóm Han Ju-jin phối hợp điều tra cái chết của thuyền trưởng. Lee Jung-chan nghi ngờ thuyền trưởng bị giết do buôn lậu, Han Ju-jin không tán thành. Sau đó Han Ju-jin và Lee Jung-chan tìm đến Goji Seok tìm hiểu tình hình nhưng tên kia lại nói không quen thuyền trưởng. Lúc này Han Ju-jin hỏi Goji Seok rốt cuộc trong những cái hòm vận chuyển tối đó có chứa gì. Anh cũng nhìn thấy rồi đó, là tôm hùm và cua hoàng đế. Han Ju-jin đương nhiên không tin đêm hôm khuya khoắt mưa to gió lớn chạy ra đây chỉ để bê mấy hòm tôm. Goji Seok kiên quyết cách giải thích của mình. Thấy tình hình như vậy, Lee Jung-chan đành kéo Han Ju-jin đến đảo Palmido. Hóa ra Lee Jung-chan cũng biết trên đảo Palmido có thể có vấn đề. Sau khi hai người đi, Hitter, tên đàn em phụ trách xử lý xác của thuyền trưởng đến tìm Goji Seok. Tên Goji Seok vừa thấy Hitter thì nổi giận đùng đùng, chửi anh ta làm việc sơ suất. Người kia thấy vậy đành cúp đuôi rời đi. Ở bên này, vì chuyện du thuyền, chủ tịch Hoang muốn nhờ thị trưởng giúp. Sau một hồi thao túng tâm lý, thị trưởng đồng ý giúp ông ta ém chuyện này xuống. Đương nhiên Hoang cũng phải trả cái giá khá cao cho vụ này. Thị trưởng cảnh cáo ông ta sau này còn xảy ra chuyện gì sẽ cắt đứt quan hệ luôn. Han Ju-jin dẫn Lee Jung-chan đến đảo Palmido, trên đường đi gặp Na-hi, cô ta cứ đòi đi theo, Han Ju-jin đành nhượng bộ. Lên đảo, đồng nghiệp của Lee Jung-chan đã đợi ở đây từ lâu. Cả nhóm phát hiện chủ tịch Hoang đã xây dựng một xưởng chế biến hải sản ở đây. Lúc này Han Ju-jin chú ý nơi xa có một cột khói bốc lên liền dẫn Na-hi đến kiểm tra. Họ phát hiện có nồi luyện gang ở đây, lúc này Na-hi nhận ra công nhân ở đây là người từng bốc hàng lên du thuyền. Theo lời khai của công nhân, họ cũng không biết trong hòm đựng gì chỉ biết là rất nặng. Ngoài đó ra nhóm người này còn dùng lò luyện gang để luyện thứ bốc khói đỏ, rất rõ ràng đó là vàng. Sau khi lấy được lòng tin của thị trưởng, chủ tịch Hoang dùng vàng mua chuộc Madame Choi. Ông ta nói mình có rất nhiều vàng kiểu này, giờ cần tiền mặt gấp để xây dựng công viên nên phải đem vàng ra đổi. Madame suy nghĩ một hồi rồi đồng ý. Có điều trước khi giao dịch, cô ta cảnh cáo nếu Hoang dám có ý đồ lừa đảo nhất định sẽ khiến ông ta không thấy mặt trời. Lúc này chủ tịch Hoang vẫn chưa biết thiếu một hòm vàng. Han Ju-jin nghi ngờ thứ trong hòm là vàng đột nhiên nhớ ra tối đó trong lúc nhóm Baek Chun bốc hòm đã làm rơi một hòm xuống nước nên dẫn theo các đội viên lặn xuống thăm dò. Sau một hồi lần tìm, Han Ju-jin tìm được cái hòm đã được Baek Chun đánh cháo và giấu đi. Vào lúc họ định vớt hòm lên, ba người thần bí xuất hiện đánh lén họ từ phía sau, cướp mất cái hòm. May thay Han Ju-jin đã có chuẩn bị trước, gắn máy định vị vào hòm phát hiện nó được đưa đến trang trại cá của Baek Chun. Han Ju-jin vội vàng dẫn đội viên đuổi đến thì thấy nhóm người vừa tấn công họ chính là Baek Chun. Baek Chun thấy mình bị phát hiện lập tức lên xe rời đi, nhóm Han Ju-jin lái xe đuổi theo. Hai bên rượt đuổi kịch liệt trên đường, Baek Chun muốn dùng kỹ thuật lái xe điêu luyện để cắt đuôi Han Ju-jin nhưng thất bại. Baek Chun lái xe vào công trường, đột nhiên phía trước có bãi cát, vội vàng đánh tay lái rồi dừng xe. Han Ju-jin thấy vậy tức tốc xuống xe nhảy thẳng lên mui xe của Baek Chun. Baek Chun giẫm chân ga rồi đánh tay lái hất Han Ju-jin xuống xe, một mình rời đi. Sau đó Baek Chun tạm thời giấu cái hòm đi, tìm chỗ nghỉ ngơi cùng hai tên đàn em. Không lâu sau, chuyện mất một hòm vàng đến tai chủ tịch Hoang. Ngày giao dịch đến nơi còn báo, ông ta cho Goji Seok một cái bạt tai. Ông ta ra lệnh buộc phải xử lý êm đẹp chuyện này, lấy được vàng phải giải quyết toàn bộ người biết chuyện, đảm bảo họ không có dính dáng gì tới vụ này. Goji Seok quay về phòng làm việc lệnh cho thuộc hạ tìm tung tích của Baek Chun còn phái người đến bệnh viện bắt người nhà anh ta để uy hiếp. Nhưng không ngờ hai tên đàn em đến bắt người lại gặp Han Ju-jin và Lee Chon Seok đến thăm cháu mình. Kết quả không nghĩ cũng biết, hai tên kia bị hai cảnh sát dễ dàng chế ngự. Cháu trai và em dâu thoát mạng vì xuống tầng dưới làm thủ tục. Han Ju-jin bảo em dâu tiếp tục ở viện vì bệnh của cháu trai cần chữa trị lâu dài. Nhưng vì vấn đề tiền bạc, họ không thể ở viện thêm. Đi chưa được bao xa, Han Ju-jin phát hiện em dâu quên cầm thuốc bảo Lee Chon Seok lái xe quay trở lại. Lee Chon Seok đem thuốc lên, Han Ju-jin đợi ở dưới xe nhìn thấy Hitter, đàn em của Goji Seok chuẩn bị lái xe rời đi. Hitter nhìn thấy Han Ju-jin liền động thủ, hai người giao chiến ác liệt trên đường. Qua một hồi chiến đấu, Hitter không phải đối thủ, đột nhiên một chiếc xe lao đến. Tài xế mở cửa xe cho Hitter chui vào rồi đánh lái rời đi. Lee Chon Seok từ trên nhà xuống nói rằng hai mẹ con đã biến mất. Han Ju-jin và Lee Chon Seok tìm thấy em dâu đã bị đánh ngất ở trong cốp xe của Hitter, còn cháu trai đã bị người kia đưa đi. Han Ju-jin không hiểu tại sao người của Goji Seok lại bắt cóc người thân của anh ta. Lúc này em dâu mới lên tiếng nói có thể là vì Baek Chun. Em dâu giải thích từ sau khi chồng mất, Baek Chun giúp cô ta rất nhiều về kinh tế, nhưng với khả năng của anh ta không thể kiếm được nhiều như thế. Nghe đến đây, Lee Chon Seok phân tích có thể Baek Chun và Goji Seok đã mua bán phi pháp gì đó. Giờ Baek Chun không muốn bị kiểm soát nữa nên Goji Seok bắt cóc hai mẹ con để bắt Baek Chun nghe lời.
Nghĩ đến đây, Han Ju-jin lấy máy định vị ra tìm tung tích của cái hôm. Lúc này Goji Seok liên lạc với Baek Chul đem cháu trai ra uy hiếp bắt anh ta đến một nơi bí mật ở sông Hàn để giao dịch. Baek Chul đến nơi giấu vàng thì không thấy vàng đâu, bên trong chỉ có gắn một máy định vị. Lúc này Han Ju-jin và Lee Chon Seok bước ra bắt gọn ba người. Han Ju-jin vẫn luôn muốn biết chân tướng cái chết của em trai năm đó. Chuyện đến nước này, Baek Chul đành khai thật. Hóa ra 8 năm trước em trai của Han Ju-jin kết hôn với em gái của Baek Chul sinh được một cậu con trai kháo khỉnh. Không ngờ đứa con vừa ra đời đã mắc bệnh nặng cần rất nhiều tiền chữa trị. Em trai của Han Ju-jin thân là cảnh sát không có nhiều tiền liền mạo hiểm hợp tác với Goji Seok, giúp hắn ta buôn lậu. Hôm xảy ra chuyện, Baek Chul phát hiện ra bí mật này nhưng để chữa bệnh cho cháu ngoại, anh ta ngầm cho phép đối phương, còn đi theo để giúp vớt hàng buôn lậu ở dưới sông. Sau khi đến điểm hẹn, em trai Han Ju-jin không kiểm tra lượng oxy trong bình lặn đã mạo hiểm xuống nước, kết quả hết dưỡng khí không nổi lên nữa. Đây chính là nguyên nhân em trai Han Ju-jin chết. Sau khi em trai Han Ju-jin chết, Baek Chul rút khỏi đội cảnh sát để kiếm tiền chữa bệnh cho cháu trai, anh ta đành phải gia nhập đội quân của Goji Seok giúp hắn buôn lậu. Nói đến đây, Baek Chul bảo Han Ju-jin thả mình đi cứu cháu trai. Biết được rõ sự thật, Han Ju-jin cũng phải đi cứu cháu mình. Bề ngoài Baek Chul đồng ý, thực chất nhân cơ hội đánh ngất hai người, anh ta không muốn lôi quá nhiều người vào chuyện này. Lee Jung-chan đến bệnh viện dẫn hai tên đàn em đi, còn trích xuất cả camera phòng bệnh. Tiếp theo anh ta đến chỗ Madame Choi báo cáo tình hình của Chủ tịch Hoang cho đối phương. Vòng đi vòng lại, hóa ra Lee Jung-chan và Madame Choi là cùng một ruột. Không lâu sau Hoang cũng đến đây, nhìn thấy Lee Jung-chan thì nghệt mặt. Lee Jung-chan nói với Hoang, giờ cảnh sát đã nhắm vào Goji Seok. Để giao dịch diễn ra thuận lợi và sự an toàn của mọi người, Hoang buộc phải nhanh chóng xử lý Goji Seok. Còn hai tên đàn em của Goji Seok đã bị Lee Jung-chan đẩy xuống thùng axit chết không thấy xác. Không biết qua bao lâu, đội viên đến chi viện chỉ thấy Han Ju-jin và Lee Chon Seok bị ngất, không thấy tung tích Baek Chul đâu. Han Ju-jin bật thiết bị định vị phát hiện GPS vẫn đang hoạt động. Rõ ràng Baek Chul không tắt nó đi là hy vọng sau khi Han Ju-jin tỉnh dậy sẽ tìm đến theo định vị trợ giúp một tay. Baek Chul đem vàng đến điểm giao dịch, Goji Seok bắt anh ta bỏ vàng ra. Baek Chul nói rằng phải nhìn thấy cháu mới chịu đưa. Goji Seok bất đắc dĩ dẫn đứa bé ra, Baek Chul lại đưa ra yêu cầu phải đưa đứa bé đi. Goji Seok nổi giận đùng đùng, mất kiên nhẫn lệnh cho thuộc hạ ra tay. Cả nhóm xông lên, nhóm Baek Chul bị bao vây ở giữa, ít không địch lại nhiều, rất nhanh rơi vào thế hạ phong. Vào lúc nguy cấp, Han Ju-jin lái xe xuất hiện xông thẳng vào nhà kho. Giờ tăng chứng vật chứng đầy đủ, anh ta sẽ bắt hết toàn bộ người có mặt. Goji Seok bật cười, lệnh cho thuộc hạ xử lý cả Han Ju-jin, một trận chiến lớn sắp bắt đầu. Baek Chul nhân cơ hội định đưa cháu trai đi nhưng bị bao vây. Vào lúc nguy cấp, Han Ju-jin xuất hiện giải vây cho họ. Lúc này Heater và một tên nữa xuất hiện. Sau khi sắp xếp an toàn cho cháu trai, Baek Chul quay lại gia nhập trận chiến. Hai bên đánh không phân thắng bại, Han Ju-jin dùng hết công lực đạp văng Heater đi. Một tên khác rút dao găm ra định tiêu diệt Baek Chul nhưng Han Ju-jin xông đến hất hắn ra xa. Tên kia nhặt dao vùng dậy, Han Ju-jin nhanh chóng chế ngự. Không ngờ hắn lại vòng tay xuống chân, rút dao dự phòng ra. Baek Chul thấy vậy nhanh tay nhanh chân đỡ một đòn chí mạng cho bạn. Thấy bạn ngã trong lòng mình, nội công trong người Han Ju-jin như được đánh thức, hạ gục tên kia. Vào lúc này, Lee Jung-chan dẫn theo quân chi viện đến bắt hết toàn bộ người của Goji Seok, Baek Chul cũng được đưa lên xe cấp cứu. Lee Jung-chan đưa Goji Seok lên xe của mình, Han Ju-jin nhìn thấy sợ bị đối phương cướp công lao nên cũng nhảy lên xe theo. Trên đường đi, Han Ju-jin gọi điện cho Lee Chon Seok chất vấn anh ta báo vị trí cho Lee Jung-chan lúc nào, Lee Chon Seok phủ nhận rằng mình không nói. Đột nhiên Han Ju-jin nhận ra điều bất ổn, Lee Jung-chan liền rút súng ra hiệu cho Han Ju-jin bỏ điện thoại xuống. Goji Seok cười đắc thắng, một giây sau họng súng lại chĩa vào anh ta. Hóa ra Lee Jung-chan chuẩn bị giết Goji Seok diệt khẩu. Han Ju-jin không chịu giơ tay chịu trói, tìm cơ hội phản kháng, Goji Seok cũng gia nhập vào cuộc chiến. Trong lúc giằng co, xe mất lái đâm vào cột mốc lật tung. Han Ju-jin bò ra khỏi xe, cứu Goji Seok ra trước rồi quay lại cứu Lee Jung-chan. Không ngờ khi Han Ju-jin kéo được Lee Jung-chan ra, Goji Seok sớm đã vác theo túi vàng chạy mất tăm. Goji Seok chạy đến phòng làm việc của Chủ tịch Hoang, lúc này Hoang đang chuẩn bị đem vàng đi giao dịch với Madame Choi. Chỗ này phải giải thích một chút, vàng ở đây chính là vàng mà Lee Jung-chan cướp được. Goji Seok biết cậu muốn giết mình nên không hề nương tay, bắn chết Chủ tịch Hoang trong thang máy. Sau đó Goji Seok đem theo vàng đến khách sạn giao dịch với Madame Choi. Cùng lúc đó, Han Ju-jin lần theo xe vận chuyển vàng cũng đến bên ngoài khách sạn. Sau khi gọi về xin chi viện, anh ta dự định cố tình xông vào trong. Đột nhiên bên trong vang lên tiếng súng nổ, là Goji Seok và Madame Choi không đạt được sự đồng thuận.
chỉ vì Gorji Seok dẫn cảnh sát đến khiến Madame Choi muốn rời đi. Gorji Seok rơi vào đường cùng, rút súng ra điên cuồng bắn đàn em của Madame Choi. Madame Choi nhân cơ hội đó rời khỏi đây bằng cửa sau. Sau khi tiêu diệt hết vệ sĩ trong phòng, Gorji Seok vội vàng xách vàng chạy xuống dưới hầm để xe. Không ngờ cảnh này vừa hay bị Han Ju Jin xông vào trong nhìn thấy. Gorji Seok xách vàng chạy đến bến tàu lái một chiếc cano bỏ trốn. Han Ju Jin lập tức bám sát theo sau, hai bên trình diễn một màn rượt đuổi kịch tính trên sông Hàn. Han Ju Jin cố gắng bám sát cano của Gorji Seok rồi nhảy lên thuyền của đối phương. Hai người giao chiến cơ bắp với nhau trên cano. Gorji Seok rút dao găm ra, Han Ju Jin lập tức đấm văng, ném hắn lút xuống gầm thuyền. Han Ju Jin lái cano định đỗ vào bờ, Gorji Seok lại nhặt cần câu đánh trúng sườn của Han Ju Jin rồi hai người rơi xuống nước. Ở dưới nước không khác gì địa bàn của Han Ju Jin, cuối cùng Gorji Seok bị chế ngự. Đến cuối phim, dường như tất cả phe phản diện đều bị pháp luật trừng trị nghiêm khắc, toàn bộ thành viên trong nhóm Han Ju Jin đều được thăng chức. Bộ phim hôm nay đến đây là hết, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.